Quang Linh Vlog hành động gây bão với ảnh cưới Thùy Tiên, đàn gái bỗng bị một Á hậu giành chồng. Không uổng công người hâm mộ chèo thuyền bấy lâu nay, hành động mới đây của Quang Linh Vlog hiện đang gây bão mạng xã hội với nghi vấn anh chàng đang có động thái công khai bày tỏ chuyện tình cảm với Thùy Tiên. Bên cạnh đó, Thùy Tiên cũng bị réo tên khi bất ngờ bị một Á hậu giành chồng tương lai. Quang Linh Vlog Thùy Tiên hiện đang là cặp đôi được khán giả cả nước đẩy thuyền nhiệt tình nhất. Không chỉ đẹp đôi, cả hai còn nhiều lần cùng nhau tạo nên những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng cho cộng đồng giới trẻ. Chính những điều này đã khiến người hâm mộ vô cùng mong chờ Quang Linh Vlog Thùy Tiên một ngày nào đó trong tương lai gần sẽ thực sự thành đôi và đến với nhau. Không giống như những cặp đôi khác, dù sống xa nhau khi người ở Angola, người ở Việt Nam, nhưng Quang Linh Vlog và Thùy Tiên vẫn liên tục nhiều lần khiến fan bấn loạn khi lộ nhiều hình đáng ngờ, thậm chí là không ngại công khai bày tỏ việc cảm mến nhau. Và không uổng công người hâm mộ cất công đẩy thuyền bao lâu nay, Quang Linh Vlog mới đây bất ngờ có hành động gây bão với bức ảnh cưới cùng Thùy Tiên. Cụ thể, vừa qua trên trang cá nhân, Quang Linh Vlog đã chia sẻ ảnh cưới của vợ chồng chị gái và có màn xin vía để năm sau cũng lấy được vợ. Ngay sau đó, nhiều fan đã cắt ghép nhiều đoạn video để đáp lại nguyện vọng xin vía của Quang Linh, và người được ghép vào ảnh cưới không ai khác chính là Thùy Tiên. Trên mạng xã hội TikTok, không khó để bắt gặp những tấm ảnh cưới được ghép Quang Linh và Thùy Tiên vào. Tuy nhiên đáng nói, Quang Linh Vlog mới đây đã bất ngờ nhấn nút thêm video vào mục yêu thích đoạn video ảnh cưới với Thùy Tiên mà fan đã ghép lại. Hành động của Quang Linh Vlog lập tức được chủ tài khoản này phát hiện ra và vô cùng vui sướng khi thuyền mà mình yêu thích bấy lâu dường như đang có dấu hiệu cập bến. Nhiều fan cũng chỉ ra rằng có vẻ như Quang Linh Vlog đã không phát hiện ra hành động nhấn thêm vào mục yêu thích của mình sẽ bị hiện thông báo cho chủ tài khoản. Có lẽ vì thích video ảnh cưới với Thùy Tiên nhưng không thể thả tim, anh chàng đã dùng cách thêm vào mục yêu thích, hoặc đây cũng có thể là động thái Quang Linh chính thức bày tỏ tình cảm với Thùy Tiên. Hành động của nam YouTuber hiện đang gây bão khắp cộng đồng fan couple với nhiều bình luận vui mừng. Ai cứ nói ship tào lao, nay anh cho video ảnh cưới vào mục yêu thích như lời khẳng định trái tim chỉ có nọng Tiên. Sao mình thấy hạnh phúc quá, nếu họ yêu nhau thật sự thì hạnh phúc lắm. Anh Linh đúng kiểu người thích hành động chứ không thích nói. Mà sau này anh Linh dạng như vậy, hay là anh không biết hành động của mình sẽ bị phát hiện. Thuyền này lạ ghê, không cần chèo cũng tự cập bến thôi, chấn động thiệt. Niềm tin vào couple này không bao giờ thay đổi, chỉ không ngờ đôi trẻ hôm nay đã bạo dạn đến bước này rồi. Vào giữa tháng 7 năm 2022, Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 đã có chuyến thiện nguyện ở châu Phi. Lần đầu đặt chân đến Angola, Thùy Tiên nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ của bạn bè, đặc biệt là Quang Linh, người Việt làm việc tại châu Phi và có vlog cập nhật cuộc sống. Sau những khoảnh khắc đời thường đáng yêu, người hâm mộ cũng đồng loạt ghép đôi Thùy Tiên và Quang Linh Vlog. Gần đây, cặp đôi cũng có nhiều buổi livestream để hát hò, mừng sinh nhật nhau, khiến người hâm mộ càng thêm phấn khích. Thậm chí đến bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung, diễn viên Quang Trung cũng nhập hội đẩy thuyền cho cặp đôi này. Liên tục phủ nhận chuyện tình cảm với Quang Linh, và người duy nhất được Thùy Tiên công khai thể hiện tình cảm từ trước đến nay duy nhất chỉ có bé Bo nhà Hòa Minzy. Tuy nhiên, Thùy Tiên mới đây đã bất ngờ bị một Á hậu công khai giành bé Bo và bày tỏ sự yêu thích. Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, Á hậu Phương Nhi thu hút nhiều sự chú ý khi đăng tải story có sự xuất hiện của bé Bo, con trai Hòa Minzy. Nhìn vào khung hình có thể dễ dàng nhận ra mẹ con giọng ca rời bỏ và người đẹp Thanh Hóa đang ngồi cùng bàn ăn. Phương Nhi hết lời ngợi khen con trai Hòa Minzy, công khai đòi đời bé Bo lớn khiến dân tình dậy sóng. Nàng hậu viết, trộm vía dễ thương xỉu mẹ Hòa nhỉ, có khi cũng nên đợi em đấy. Hành động của Phương Nhi khiến Thùy Tiên lập tức bị réo tên khắp mặt trận, vì không ai là không biết bé Bo là chồng tương lai, còn Hòa Minzy là mẹ chồng của Thùy Tiên. Tuy nhiên, khán giả cũng hiểu rằng đây chỉ là hành động đùa giỡn và lầy lội của Thùy Tiên, còn chiếc thuyền chất lượng nhất ở thời điểm hiện tại phải nói đến Quang Linh Vlog. Thời gian tới, fan rất mong chờ Quang Linh sẽ sớm về Việt Nam để hội ngộ cùng Thùy Tiên trong dự án xây trường cho trẻ em vùng cao mà cả hai đang hợp tác cùng nhau.